Mới đây, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa đã bất ngờ phát hiện đối tượng khả nghi đang đứng trên đường Nguyễn Văn Trị. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Võ Hoàng Minh, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa. Khám trên người đối tượng Minh, lực lượng chức năng phát hiện 47 gói ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Minh khai nhận đây là ma túy đá. Hiện công an phường Thanh Bình đã lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.